Trước mùa giải Serie A năm 2023 đến năm 2024, huấn luyện viên Mourinho có cuộc họp báo đầu tiên sau một thời gian dài tẩy chay. Ông tiết lộ về nguyên nhân tiền vệ Nemanja Matic chia tay và sự chuẩn bị của câu lạc bộ AS Roma. Về trường hợp của Matic, ở tình huống này tôi không có gì để giải thích, mà anh ta mới là người phải giải thích. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Ren nói Matic đàm phán hơn một tháng. Mọi thứ đã nói lên tất cả và không có gì để bổ sung. Tôi rất vui khi có Leandro Paredes thay thế. Tôi thích cầu thủ này rất nhiều. Huấn luyện viên Mourinho nói về vụ chuyển nhượng tiền vệ Matic sang câu lạc bộ Ren, Pháp, với mức phí 3 triệu euro. Ngay sau đó, AS Roma chiêu mộ Paredes từ PSG, 4 triệu euro, để thay thế. Chúng tôi không mong đợi sự ra đi của Matic, nhưng câu lạc bộ đã phản ứng ngay lập tức theo một phong cách tuyệt vời. Chúng tôi mất một cầu thủ tuyệt vời là Matic, nhưng chúng tôi đã ký hợp đồng ngay với Paredes và Renato Sanchez. Chỉ khi cầu thủ ra đi mà không có ai thế chỗ mới là vấn đề. Tôi rất hạnh phúc với những hoạt động chuyển nhượng của câu lạc bộ, huấn luyện viên Mourinho chia sẻ. Matic, 35 tuổi, từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho ở câu lạc bộ Man United và trước đó là Chelsea tại giải ngoại hạng Anh. Mùa trước tiền vệ kỳ cựu này gia nhập AS Roma theo diện chuyển nhượng tự do và trở thành trụ cột của đội bóng thành công. Mối quan hệ giữa Matic và Jose Mourinho được xem là rất thân thiết. Tuy nhiên, trước mùa giải năm 2023 đến năm 2024, ngôi sao của đội tuyển Serbia bất ngờ vắng mặt suốt giai đoạn tập huấn với lý do bị chấn thương. Huấn luyện viên Mourinho không một chút nghi ngờ cho đến gần đây mới vỡ lẽ Matic muốn ra đi, tờ La Repubblica, Ý, cho biết. Ngày 14 tháng 8, Matic hoàn tất đàm phán chuyển đến câu lạc bộ Ren với hợp đồng 2 năm. Sự ra đi đột ngột của Matic không thể khiến AS Roma gặp khó khăn khi họ lập tức chiêu mộ Paredes và Sanchez thay thế. Chúng tôi phải kiên nhẫn với Paredes và Sanchez vì họ không tham gia tập huấn trước mùa giải. Nhưng họ là những cầu thủ chất lượng, họ sẽ sớm hòa nhập. Tôi không lo lắng gì ở hàng tiền vệ của AS Roma. Chúng tôi có nhiều giải pháp và các cầu thủ đều chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Điều tôi cần thêm vào lúc này là AS Roma phải có thêm một tiền đạo. Tammy Abraham nghỉ dài hạn và câu lạc bộ hứa sẽ có một tiền đạo đến thế chỗ. Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, huấn luyện viên Mourinho cho biết thêm. AS Roma khởi đầu mùa giải Serie A năm 2023 đến năm 2024 gặp câu lạc bộ Salernitana lúc 23:30 ngày 20 tháng 8 trên sân nhà Olimpico với 61.000 vé đã bán hết. Trận này Jose Mourinho và trợ lý Salvatore Foti bị cấm chỉ đạo. Câu lạc bộ AS Roma đã bổ nhiệm cựu danh thủ huyền thoại của đội bóng là ông Bruno Conti tạm thay thế chỉ đạo cầu thủ thi đấu.